Cướp Khám Phá xin chào các bạn. Việt Nam chúng ta có hơn 3.350 km đường bờ biển và có 3.000 hòn đảo lớn nhỏ khác nhau, cùng với đó là rất nhiều vùng vịnh. Chính điều này đã hình thành nên những bãi biển tuyệt đẹp. Việt Nam cũng may mắn trở thành nước phát triển du lịch biển, cùng với đó là rất nhiều những bãi tắm đẹp được hình thành và có nhiều du khách trong nước và quốc tế biết đến. Hôm nay, chúng ta sẽ cùng nhau điểm qua top 10 bãi biển đẹp nhất Việt Nam mà các bạn nên đến thử một lần nhé! Biển bãi sao Phú Quốc. Được mệnh danh là đảo ngọc tại Kiên Giang, Phú Quốc là điểm đến yêu thích nhất của cả khách du lịch trong nước lẫn nước ngoài. Phú Quốc có nhiều bãi biển và các hòn đảo đẹp như bãi Trường, bãi Dài, bãi Sao, bãi Khem. Hầu hết, các bãi biển này đều mang vẻ hoang sơ, thanh tĩnh và mang lại cảm giác yên bình đến lạ. Trong đó phải kể đến bãi Sao. Biển ở đây xanh ngắt một màu, sạch sẽ, nổi bật lên là bãi cát trắng, chạy dài là những hàng dương xanh mát, hai dãy núi bao quanh tạo nên khung cảnh yên bình nên thơ. Khi đến bãi Sao, bạn sẽ được ngắm nhìn khung cảnh tuyệt đẹp của núi rừng nguyên sơ cùng bãi biển trải dài xanh biếc. Bên cạnh đó, với không gian yên bình, tĩnh lặng, bạn sẽ có cảm giác thư thái, thoải mái và sẽ không phải thất vọng khi tới đây. Biển Mũi Né Bình Thuận. Biển xanh, cát trắng, nắng vàng là những điều tuyệt vời miêu tả chính xác về bãi biển Mũi Né. Và cũng chính điều này đã chinh phục được bất cứ ai khi đến đây và nhanh chóng trở thành một trong những bãi biển đẹp nhất Việt Nam được yêu thích nhất. Biển Mũi Né thu hút được rất nhiều du khách bởi dòng nước biển màu xanh ngọc cùng bãi cát trắng ngần dưới ánh nắng vàng đầy thơ mộng. Không những thế, bạn còn được trải nghiệm khám phá những con suối róc rách, được bao bọc xung quanh bởi những tảng đá vôi khổng lồ và những ngôi làng đánh cá hoang sơ với vẻ đẹp độc đáo như tranh vẽ. Bên cạnh đó, việc ngắm hoàng hôn cực kỳ lãng mạn tại Mũi Né cũng vô cùng thú vị. Khám phá ngôi làng chài hoang sơ với những nét đẹp mộc mạc như trong tranh vẽ, cùng với việc khám phá ẩm thực của làng chài cũng đem tới những ấn tượng khó phai. Biển Nha Trang, Khánh Hòa. Nói về bãi biển đẹp tựa thiên đường ở Việt Nam, không thể không nhắc tới biển Nha Trang. Vùng biển nổi tiếng sở hữu hàng chục vịnh đẹp đúng chuẩn thiên đường tại trần gian. Ở đây, hiện nay vẫn còn một số bãi biển và hòn đảo hoang sơ được bảo tồn tốt. Đây là một nơi lý tưởng để trải nghiệm với nhiều bãi tắm đẹp, trong xanh, cát trắng trải dài tít tắp và vô số hòn đảo nằm rải rác đến tận chân trời. Nha Trang thu hút được nhiều du khách không chỉ ở những bãi biển trong xanh thơ mộng mà nó còn mang lại cảm giác thư giãn giữa biển trời, các vũng, vịnh, đảo, biển. Biển Nha Trang còn để lại ấn tượng trong lòng khách du lịch bởi khung cảnh biển đẹp mê hoặc, sẵn sàng lôi cuốn, để thương, để nhớ ngay từ ánh nhìn đầu tiên. Biển Mỹ Khê, Đà Nẵng. Không chỉ được biết đến là bãi biển đẹp nhất Việt Nam, mà biển Mỹ Khê còn được tạp chí Forbes của Mỹ bình chọn là một trong 6 bãi biển quyến rũ nhất hành tinh trong năm 2006. Với cung đường biển uốn lượn hình lưỡi liềm và cùng với vẻ đẹp yên tĩnh, thanh bình của bờ biển sau hàng dương, bãi biển Mỹ Khê thu hút hàng triệu khách du lịch hàng năm. Ở Mỹ Khê, các bãi tắm với dòng nước ấm áp trong xanh, bờ biển thoải dài khá an toàn và được nhiều người yêu thích bởi vẻ đẹp hiền hòa, sóng vỗ rì rào và cát trắng mịn dưới chân. Đến với biển Mỹ Khê, bạn không chỉ được hòa mình vào dòng nước biển trong xanh mà còn có cơ hội khám phá rất nhiều danh lam thắng cảnh nổi tiếng như bán đảo Sơn Trà, Bà Nà Hill, đèo Hải Vân. Cùng với đó, bạn sẽ được ghé thăm và tìm hiểu các làng nghề truyền thống như làng Chiếu Cẩm Nê, làng cổ Túy Loan. Tất cả những điều này đều đem tới những trải nghiệm vô cùng thú vị cho khách du lịch. Biển Cửa Đại, Hội An. Với vẻ đẹp thiên nhiên làm say đắm lòng người cùng dòng nước biển mát lạnh, biển Cửa Đại là một trong những bãi biển thu hút đông đảo lượng khách du lịch nước ngoài đến tham quan. Với dải cát trắng dài miên man trải dài dường như vô tận, nước biển trong xanh một màu ngăn ngắt. Bỏ dép và dạo bộ quanh bờ biển để cảm nhận được sự mịn màng và cảm giác thư thái nhẹ nhàng hơn bao giờ hết. Mọi nỗi buồn, mọi lo toan chợt tan biến đâu mất. Phóng tầm mắt ra xa để chiêm ngưỡng cảnh đẹp hoang sơ vốn có của tự nhiên.
Các bạn có thể thỏa thích bơi lội trong dòng nước biển mát lạnh và tham gia những hoạt động trên biển như đạp xe dạo quanh biển, lặn biển ngắm nhìn sinh vật dưới làn nước, chèo thuyền, bóng chuyền, câu cá trên biển cũng rất tuyệt vời. Biển Hồ Cốc Bà Rịa Vũng Tàu. Hồ Cốc là bãi biển thuộc huyện Xuyên Mộc, tỉnh Bà Rịa Vũng Tàu, là một vùng hoang sơ mới được khai thác với nước biển trong xanh, khu bãi tắm rộng, độ dốc thoải thoải và đặc biệt đẹp thơ mộng nhờ các tảng đá nằm ngay trong bãi tắm tạo nên những đợt sóng biển tung bọt trắng xóa. Được thiên nhiên ưu ái với không gian lãng mạn, đến với biển Hồ Cốc bạn sẽ được tắm biển, tham gia các trò chơi giải trí tại đây và cũng có thể mắc võng dưới những bóng cây râm mát để thư giãn rất tuyệt vời. Tắm biển ở đây mang đến cho du khách một cảm giác thú vị giống như lạc vào giữa thiên nhiên, thả mình trong làn nước xanh thẳm để thưởng thức những gì còn hoang sơ của núi rừng và biển cả. Biển Kỳ Co, Quy Nhơn. Đây là một trong những địa danh hấp dẫn nhất tại vùng đất Quy Nhơn của tỉnh Bình Định. Khác với những bãi biển khác, biển ở đây rất mát và nông. Đây sẽ là một lợi thế dành cho du khách không biết bơi khi đến với bãi biển này. Tới đây bạn không chỉ nhìn thấy làn nước trong xanh, cùng với đó là đường bờ biển kéo dài, bạn còn nhìn thấy những hình ảnh hùng vĩ của những tảng đá đồ sộ nằm giáp với bờ biển. Hay phía xa xa là hình ảnh của những quả đồi, cùng với đó là tầng cây xanh mát dập bóng. Du khách có ấn tượng cực kỳ đặc biệt đối với bãi biển Kỳ Co này bởi sự hoang sơ, tuyệt đẹp của bờ biển, cùng với đó là dịch vụ du lịch tự phát nhưng giá thành lại rất hợp lý. Bạn và gia đình có thể đến đây để tận hưởng bơi lội cùng với sóng nước mát lạnh và tận hưởng những bữa ăn hải sản vô cùng tươi ngon mà thiên nhiên đã ban tặng cho vùng đất này. Biển Ninh Chữ, Phan Giang. Nằm ở phía bắc của Phan Giang khoảng 5 km của tỉnh Ninh Thuận, vùng đất này may mắn sở hữu bãi biển Ninh Chữ, một trong những bãi biển đẹp nhất của Việt Nam và có hình dạng giống như một chiếc lưỡi liềm cát với những đường cong mềm mại thu hút nhiều khách du lịch. Điều khiến du khách ấn tượng nơi đây đó chính là vẻ đẹp hoang sơ, thơ mộng. Hiện nay, du lịch biển Ninh Chữ vẫn chưa được đầu tư xây dựng nhân tạo nhiều nên mọi thứ đang rất tự nhiên như vốn có. Có điều gì tuyệt vời hơn khi được đắm chìm trong không gian biển xanh, cát trắng, thả mình vào khung cảnh chốn yên bình. Đến biển Ninh Chữ, bạn còn ấn tượng với những con đường, một bên là bờ biển, còn một bên là những dãy núi cao vút. Được đi dạo hay ngồi trên những con xe đi trên đoạn đường này, du khách sẽ vô cùng thích thú, cũng như tận hưởng được bầu không khí trong lành của thiên nhiên, cảm nhận được những làn gió biển mát lạnh. Bãi biển Nhật Lệ, Đồng Hới. Bãi biển Nhật Lệ nằm ngay trung tâm thành phố Đồng Hới của tỉnh Quảng Bình và được tọa lạc ngay tại cửa sông Nhật Lệ. Đúng với tên gọi Nhật Lệ, nơi đây mang đến cho du khách một vẻ đẹp tinh túy, thơ mộng và vô cùng độc đáo. Vừa đặt chân đến bãi biển Nhật Lệ, điều đầu tiên khiến du khách phải bất ngờ đó chính là bờ cát trắng trải dài vô tận trên nền trời xanh ngắt vào những ngày hè. Không những vậy, ở đây còn có những bãi tắm với độ sâu ở mức an toàn, bạn có thể thoải mái vùng vẫy trong làn nước mát lạnh. Quả là một nơi lý tưởng cho việc nghỉ dưỡng cũng như ngắm nhìn và hít thở bầu không khí trong lành của thiên nhiên. Và nếu có cơ hội đến với bãi biển Nhật Lệ, đừng bỏ lỡ khoảnh khắc ngắm bình minh trên biển cũng như chiêm ngưỡng cảnh hoàng hôn buông xuống thành phố, tạo nên những đốm sáng xa xa và những chiếc tàu đang căng buồm ra khơi. Đảo Cát Bà, Hải Phòng. Đảo Cát Bà được biết đến với cái tên đảo Ngọc là một hòn đảo nổi tiếng của thành phố Hải Phòng. Thiên nhiên ở đây vẫn còn hoang sơ với núi rừng, sông suối, thung lũng, hang động được xen kẽ và gắn kết với nhau tạo nên một cảnh quan thiên nhiên vô cùng lý thú. Đến với đảo Cát Bà, du khách sẽ được tham gia rất nhiều những trò chơi trên biển vô cùng thú vị như bóng chuyền bờ biển, chèo thuyền kayak hay ra đảo trải nghiệm cuộc sống thú vị ở làng chài. Đặc biệt được hòa mình vào trong dòng nước mát lạnh, cùng với đó là bờ cát trắng trải dài. Ngoài ra, tại đảo Cát Bà cũng cho xây dựng rất nhiều những khu nghỉ dưỡng khách sạn, resort với đẳng cấp quốc tế. Cũng như có thể hòa mình vào cùng với cuộc sống thường ngày của người nông dân nơi đây, sẽ là những trải nghiệm vô cùng thú vị dành cho bạn trong mỗi kỳ nghỉ.
Như vậy, Top Khám Phá đã cùng các bạn điểm qua top 10 bãi biển đẹp nhất Việt Nam mà bạn nên đến thử một lần. Việt Nam chúng ta còn có rất nhiều phong cảnh thiên nhiên tuyệt đẹp và biển có lẽ luôn là mong ước du lịch của nhiều bạn trẻ đúng không ạ? Cảm ơn các bạn đã theo dõi hết video này. Các bạn cảm thấy video này như thế nào? Hãy để lại bình luận ở phía dưới. Nhớ bấm like và subscribe để ủng hộ kênh của chúng mình nhé!